người lên đi, tôi sẽ giữ chân tụi này lại. Không được, sợ bọn tôi bó ông lại được. Nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu. Năm 3033, các nhà nghiên cứu đang tiến hành một loại thí nghiệm trên loài mèo, hy vọng biến chúng thành những con robot biết nghe lời con người. Ồ, xong rồi, đến bước thử nghiệm nữa là ok. Không, công trình nghiên cứu 200 năm của tôi. Ui, bên đường có con mèo nhìn cô ta quá. Ê, mèo ơi. Tèo đây rồi, bà tìm mày khắp nơi. Ai cho mày đánh con trai bà vậy hả? Cổ mày bị làm sao vậy tao? Hên quá, thoát được thằng Tèo rồi. Này thì to gan ăn trộm bồ nhà thầy. Âm thanh gì vậy? Khủng long tái sinh à? Hiện nay đang xuất hiện những sinh vật kỳ lạ đặc điểm nhận dạng là máu me phủ đầy mình với những bộ răng sắc nhọn. Chúng tấn công tất cả mọi người, đề nghị người dân hết sức cảnh giác và... Giờ sao sống sót đây mày ơi? Zombie bao phủ cả thành phố rồi. Ê mày ơi, hình như bên kia có người kìa. Ê, nó nói gì vậy mày? Tay liên tục chỉ vào miệng, kiểu này là đòi ăn. Để tao vô coi thử còn gì cho nó không. Sắp chết đói thiệt rồi mày ơi, còn được có 3 ly mì thôi. Ủa, có mì rồi, giờ sao đem? Rồi, hết binh luôn. Âm thanh gì vậy mày? Chuẩn bị nó leo lên phá hành lang rồi mày ơi. Không ra được khỏi đây, chúng ta sẽ bị chết đói. Còn sống không mày ơi? Tao với mày làm liều xong vô siêu thị, kiếm mì tôm sống ăn thôi. Đói quá mày ơi. Tranh thủ đi về đi. Ổn không vậy mày? Nhìn hai mình y chang tụi nó. Yên tâm đi. Không ổn rồi mày ơi. Tao đếm đến ba thì chạy nha. Ba, chạy. Anh kia. Không có nước sôi, ăn sống lỡ đi mày. Kiếm chỗ trốn đi mày, nhanh lên. À, zombie. Ủa, biết nói hả? Tôi đây, tôi nè. Tôi là ly mì máy bay đồ chơi nè. Sao ông tới được đây hay vậy? À, tôi biết rồi, ông cũng thông minh giống bọn tôi đúng không? Trời ơi, khô máu rồi. Bên hông có lối thoát hiểm lên sâm thượng, chạy nhanh. Không lẽ đây là lần cuối cùng tôi được leo lên sâm thượng sao? Tuy tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi sẽ chiến đấu tích cực. Cái này người ta gọi là chết không hối tiếc. Âm thanh gì vậy? Một chiếc trực thăng năm tới cứu chúng ta. Điều cần làm bây giờ là kéo dài thời gian. Hai người lên đi, tôi sẽ giữ chân tụi này lại. Không được, sợ bọn tôi bỏ ông lại được. Nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ mãi không quên gói mì của hai ông.